Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 10 Kinh Điển. Các bạn thân mến, vào những ngày hè nắng nóng thì không gì thư giãn hơn bằng việc được đắm mình trong các hồ bơi. Từ những hồ bơi bình dân cho tới những hồ bơi sang trọng thì đều mang lại cảm giác thích thú. Tuy nhiên trên thế giới lại tồn tại những hồ bơi đáng sợ đến mức chỉ cần nhắc tới tên thôi là bạn cũng hết muốn tắm luôn. Vậy đó là những hồ bơi nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video của ngày hôm nay nhé! Hồ bơi quỷ dữ Devil Pool. Nhắc đến thác Victoria thì không thể không kể đến hồ bơi Devil's Pool, một trong những địa điểm bơi kỳ quái và nguy hiểm nhất trên thế giới. Nó là bể bơi nhưng thực chất nơi đây là một cái hồ nhỏ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cái hồ này lại nằm ngay trên đỉnh thác X, một trong những dòng thác lớn nhất thuộc thác nước đẹp nhất thế giới Victoria. Hồ Devil's Pool đủ nông để mọi người có thể bơi một cách an toàn gần sát cạnh của thác nước khi nước đổ xuống dưới chân thác. Ngoài ra, một bức tường đá tự nhiên ngăn ở bên dưới mặt nước giúp mọi người có thể tự do bơi lội mà không bị cuốn xuống bởi dòng chảy của thác. Vào mùa khô, khi nước sông Zambezi chảy không quá xiết thì các bạn có thể thoải mái bơi ở đây. Khi tung tăng bơi lội trong bể bơi thì các bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngay trước mắt. Tuy nhiên, rủi ro là điều khó tránh khỏi và bên cạnh đó cũng có không ít du khách quá thích thú với cảm giác mạnh nên không kiềm chế được hành động của mình. Vì vậy, mỗi năm hồ bơi quỷ dữ vẫn cướp đi sinh mạng sống của không ít người. Hồ bơi tạo sóng Yulong. Hồ tạo sóng là một trong những điểm vui chơi thu hút nhất tại khu thắng cảnh Vịnh Yulong ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc. Tuy nhiên mới đây, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra tại công viên nước Yulong đã khiến 44 du khách bị thương. Đoạn video này cho thấy hệ thống máy tạo sóng gặp trục trặc đã tạo ra sóng thần cao 3m, cuốn trôi du khách dưới hồ với lực quét cực mạnh. Hàng chục du khách vì quá bất ngờ không kịp ứng phó nên đều bị cuốn theo dòng nước. Một số người bị lật úp xuống nước cùng những tiếng la hét thất thanh. May mắn thay là sau sự cố không xảy ra trường hợp thương vong nào. Ngay sau đó, những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau sự cố, hồ tạo sóng nhân tạo đã bị đóng cửa để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đồng thời công viên nước tạm thời đình chỉ kinh doanh. Quả là đáng sợ phải không? Có cho tiền thì mình cũng chẳng dám thử trò chơi sóng thần này đâu. Bể bơi Y40 The Deep Choice. Nếu bạn có thể nhịn thở trong một thời gian đủ dài để khám phá hết khu bể bơi Y40 The Deep Choice, thì chắc chắn rằng bạn là một trong rất ít người có thể làm được điều đó. Bởi đây chính là bể bơi sâu nhất thế giới, với độ sâu lên tới 40m, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 12 tầng. Nhiệt độ ở đây luôn được duy trì trong khoảng từ 32-34 độ C, nên người lặn không cần đến bộ đồ chuyên dụng. Các khu vực với độ sâu khác nhau từ 1,3-12m. Bể bơi ở bề mặt có kích thước 21m và 18m. Tuy nhiên, bên dưới là một hố sâu thẳng và hẹp dẫn thẳng đến độ sâu 40m. Các bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ để lặn đến những hang động dưới nước dành riêng cho người mới bắt đầu. Nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng khung cảnh dưới bể bơi mà không muốn phải ướt mình, thì đã có ngay một đường hầm quan sát dưới nước để các bạn có thể thoải mái chụp hình, ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu đáng nhớ. Thật là một nơi tuyệt vời đúng không? Nếu có cơ hội thì các bạn hãy đến đây trải nghiệm nhé! Các bạn có thấy những hồ bơi trên đáng sợ và nguy hiểm không? Nhưng đấy vẫn chưa là gì đâu nha! Những hồ bơi sau đây sẽ khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa đấy! Cùng mình tìm hiểu ngay thôi nào! Hồ bơi tử thần Quizbat là một hồ bơi tự nhiên nằm ở thị trấn Brisbane trên bờ biển Bắc của Kauai, Hawaii. Nó được mệnh danh là bể bơi thiên đường với những vẻ đẹp trời phú độc đáo nhất Hawaii. Tuy nhiên, nó lại không được khuyến khích cho du khách đến đây bởi bể bơi này ẩn chứa một mối nguy hiểm trên người. Sự thật là Quizbat có khả năng cướp đi sinh mạng của con người chỉ trong nháy mắt. Nháy mắt trước, bạn còn đang mải mê đắm mình trong làn nước trong veo tựa pha lê, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên của chốn thiên đường. Nháy mắt sau, bạn có thể sẽ bị nhấn chìm, thậm chí bị dòng nước cuốn đi xa khi những con sóng vô cùng dữ dội từ biển lớn bất ngờ ập đến. Nguy hiểm hơn là các bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự cảnh báo trước về việc
khi nào thì những con sóng này sẽ nhào tới, khi nào thì thủy triều dòng nước sẽ lên hoặc xuống. Lúc này thì thiên đường đã thực sự biến thành địa ngục. Tuy nhiên, con người thì rất hay tò mò, đặc biệt là những người ưa thích mạo hiểm và thích khám phá điều mới lạ, thì Queen's Park vẫn được họ chọn là điểm đến trong những hành trình của mình. Bể bơi vô cực ở khách sạn Marina Bay Sands. Hồ bơi vô cực nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Marina Bay Sands, cao gần 200m. Sands Sky Park có hình dáng của một con thuyền khổng lồ rộng 1 hecta, trải dài khắp 3 tháp của khách sạn. Nơi đây được bao bọc bởi những tấm kính lớn, trong suốt, khiến cho bể bơi như lơ lửng giữa không trung. Hồ bơi vô cực Singapore được đánh giá là bể bơi trên cao dài nhất thế giới, tọa lạc trên mái thượng của tòa nhà. Nhìn từ xa tưởng như rất nguy hiểm, nhưng nhìn cận cảnh, các bạn sẽ thấy nơi đây được bảo vệ bởi một hàng rào bằng sắt. Vệ sĩ được bố trí xung quanh bể bơi. Đứng trên hồ bơi, các bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng quang cảnh của trung tâm tài chính vịnh Marina. Có một điều đặc biệt là Sands Sky Park không đón tiếp tất cả mọi người mà chỉ dành cho những vị khách của khách sạn Marina Bay Sands sang trọng. Hồ bơi bánh bao ở Trung Quốc. Giữa đợt nắng nóng với nhiệt độ gần 40 độ C thì hàng nghìn người Trung Quốc đã đổ về chen chúc trong bể bơi công cộng để giải nhiệt, tạo nên khung cảnh đông đúc bất thường. Dập dành trong chiếc phao nhựa, hàng trăm người phủ kín gần bể bơi tạo nên cảnh tượng nhiều màu sắc. Tuy nhiên vì quá đông đúc, mọi người dường như không thể di chuyển được. Người Trung Quốc vẫn miêu tả cảnh tượng tại các bể bơi công cộng giống như bánh bao xôi, bởi đông đúc đến nỗi mọi người chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Cảnh tượng bánh bao xôi là điều thường thấy ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Trước đây, vào đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè năm 2017, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40,9 độ C khiến hàng nghìn người dân đổ về công viên nước lớn nhất Trung Quốc để giải nhiệt. Ôi, nhìn thấy cảnh này khiến mình sợ thật sự. Chen chúc như này làm sao mà thở được chứ? Tiếp theo là Nemo 33. Những người bơi lội muốn lấy thứ gì đó từ dưới bể bơi này chắc chắn là phải có lá phổi thép hoặc nhờ đến bình thở oxy vì nó có độ sâu đáng kinh ngạc là 34,5 mét. Nằm tại thủ đô Brussels của Bỉ, Nemo 33 là bể bơi sâu nhất thế giới, chứa lượng nước khổng lồ tới 2,5 triệu lít. Nước bể bơi không hề chứa clo mà hoàn toàn là nước thanh lọc tinh khiết và luôn được giữ ở nhiệt độ 30 độ C. Bể bơi bao gồm một cấu trúc chìm dưới nước với nhiều tầng ở các cấp độ sâu khác nhau và có hai khu vực đáy phẳng, lần lượt sâu 5m và 10m cùng một hố tròn lớn sâu 33m. Nó cũng có một vài hang động dưới nước ở độ sâu 10m. Mặc dù các hang động dưới nước có độ sâu khác nhau, nhưng nhiệt độ nước vẫn được duy trì như nhau, là nơi hoàn hảo dành cho các thợ lặn. Nếu các bạn không muốn vùng vẫy trong nước thì đã có 14 cửa sổ dưới nước cho phép khách tham quan có thể ngắm nhìn hoạt động đang diễn ra bên trong bể bơi. Điều này thực sự thú vị đó. Nếu có cơ hội hãy đến đây trải nghiệm luôn cho nóng các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi hết video của ngày hôm nay. Vừa rồi là 7 hồ bơi đáng sợ nhất trên thế giới. Thực ra nói là đáng sợ thôi nhưng vẫn xuống tắm được phải không các bạn? Nếu thấy video này bổ ích thì cũng đừng tiếc cho chúng mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh để có thể cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh Top 10 Kinh Điển. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.